Kính từ, trong số thập tam thái bảo, võ công của con có thể liệt vào nhất nhì. Nhưng người ta lo lắng nhất cũng chính là con. Ưu điểm của con chính là làm người ngay thẳng. Còn khuyết điểm của con cũng chính ở chỗ con quá thật thà. Hôm nay ta phái các con đi trùng Hoa Lâm, thực ra là cạm bẫy do ta dặn ra, muốn thử phản ứng của bốn đứa con. Kính từ, con đang mang trọng trách, tại sao trên dọc đường nhìn thấy Khang Quân Lợi con không hề có chút nghi ngờ gì? Y là huynh đệ của tụi con mà. Cho nên trong lúc con bị thương, ta không ra mặt cứu con là muốn cho con một bài học đau khổ. Con phải nhớ kỹ, người bạn thân nhất của con cũng có thể là kẻ thù lớn nhất của con. Trong lòng con có còn giận ta không? Như thần không dám, như thần biết phụ hoàng làm như vậy là muốn tốt cho như thần thôi. Con hiểu vậy là tốt. Con cũng không nên oán hận bất cứ một ai. Dạ. Quân Lợi. Dạ. Con tùy cơ ứng biến, có thể nói là tạm được. Điều hiếm có nhất là có một lòng trung thành với ta. Còn Tổng Hiếu thì con làm cho ta quá thất vọng. Sự do dự lưỡng lự của con đã làm cho con đánh mất rất nhiều cơ hội làm chủ. Nhưng mà vậy, trong cả câu chuyện này có thể cho thấy con vô cùng trọng tình trọng nghĩa. Về điểm này ta cảm thấy rất an ủi. Tôi trực không có biểu hiện gì, xin phụ hoàng giáng tội. Con có tội gì đâu. Ta nghe Tổng Hiếu nói con bắt được kẻ lạ mặt đó, ta còn định luận công ban thưởng nữa. Tôi còn chỉ điều tra thân phận của hắn. Đáng tiếc hắn không chịu nói gì. Hắn không chịu công khai. Chắc chắn là các con chưa dùng phương pháp thích hợp. Dừng tay. Làm cho hắn tỉnh dậy. Thả hắn ra. Dạ. Ngươi đừng hòng ta nói bất cứ chuyện gì. Ngươi giết ta đi. Ta không cần người chết. Phòng Giác. Dạ. Con đã điều tra được một ngày trời. Điều tra được những gì? Bẩm phụ hoàng, phạm nhân tên Trương A Cửu, quê quán Kinh Châu, Tam Nguyên Trấn, thôn Hoàng Ngưu. Trong nhà có mẹ già 68 tuổi, thê tử 24 tuổi, đứa con gái 6 tuổi, còn một đứa con 7 tháng tuổi. Ta đã nói rồi, ta không cần người chết. Nhưng mà ta muốn biết gia đình của ngươi ra sao thôi. Ngươi không được vô lễ với Tấn Dương. Ông là Tấn Dương à? Đúng vậy. Được, ta không ngại đem kế hoạch lần này của chúng ta nói ông biết. Từ khi tên Chu Ôn nội ứng ngoại hợp đánh bại chúng tôi, chúng tôi tử thương vô số. Nhưng mà chúng tôi không căm hận ông, mà hận tới Chu Ôn, thân làm tướng lĩnh của nước nhà, không ngờ lại quy hàng nhà Đường. Đối với tổ quốc, có thể cho rằng Chu Ôn quả là một tên phản bội. Chúng tôi còn điều tra được sau 3 ngày nữa hắn sẽ đi thành Tây kiểm tra binh mã. Chúng tôi nhận được tin do tôi phụ trách đi biên cương tìm thập đại cao thủ. Các ngươi muốn đi đánh lấy Chu Ôn? Phải. Bởi vì triều đình đang rút suy yếu,
Ông và Chu Ôn chỉ biết tranh giành lấy thiên hạ, phải giết Chu Ôn. Đối với ông trăm lợi chứ không có hại. Được. Tô Giang. Dạ. Hãy lấy 500 lượng vàng cho ta và miếng ngọc của ta tặng cho hắn. Hy vọng hắn có thể sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ. Dạ biết. Đa tạ. Vô đi. Tâm Thái Bảo, sao rảnh rỗi vậy? Mời uống ngồi. Được. Rượu ngon. Sao đệ không hỏi huynh vào đây? Huynh vào đây là muốn uống rượu với đệ, phải không? Nếu như đệ tới đây sớm hơn, chúng ta đã trở thành bạn thân rồi. Bây giờ vẫn chưa muộn mà. Đáng tiếc. Đáng tiếc huynh đã chán ghét lối sống tranh giành trong vương phủ, đã chán ghét sự chém giết không có mục đích trên chốn giang hồ. Phụ hoàng có lý tưởng mà, cha chỉ muốn cứu lấy vạn dân thôi. Kìa, Tam Thái Bảo, Tam Thái Bảo, Tam Thái Bảo. Huynh đã ngủ gục hả? Không phải huynh ngủ gục đâu, huynh sai rồi. Sau này huynh sẽ tìm để uống nữa. Dạ được. Dương gia. Các ngươi hãy lui đi. Khải bẩm nhân gia, Tâm Thái Bảo đã mất tích rồi. Phương Lợi, để ta còn đi tìm con khắp nơi nữa. Con xuống đây đi, ta muốn nhờ con làm chuyện này. Dạ phu quan. Thuyền gia, làm phiền ông chở tôi tới Vịnh Giả Lan. Khách quan, mời lên thuyền. Thuyền gia, xin chờ một lát. Thuyền gia. Tam ca, huynh không từ mà biệt. Các huynh đệ chúng đệ không có cơ hội từ biệt huynh. Huynh không dám làm phiền mọi người. Các huynh đệ gom góp được chút ít ngân lượng, họ biểu đệ đem tới cho huynh nè. Tiểu đệ còn rượu hoa điêu đã ngâm lâu năm rồi, coi như để tặng cho huynh cho dọc đường uống giải sầu. Huynh đã đủ lộ phí, hảo ý của các huynh đệ huynh đã cảm tạ. Còn rượu của đệ huynh sẽ nhận. Được. Tôn Giang, Tôn Giang, Tôn Giang. Xin Dương gia bớt buồn. Lần này Tâm Thái Bảo hy sinh, có thể nói thà chết một cách rất oanh liệt. Mọi người hãy để tôi nhìn bản nó thêm vài lần. Tồn Giang, Tồn Giang, phụ hoàng, cha xúc động quá rồi.
hiếu. Phụ hoàng không có cách nào kềm chế cảm xúc, con đừng trách cha. Thần Nhi hiểu mà. Ngoài Tư Nhi ra, các con đều do ta đem về. Nhưng xưa nay ta coi các con như con ruột, một lòng muốn mượn sức mạnh của 13 đứa để dương oai tận gia. Thật không ngờ chưa diệt được phản tặc Chu Ôn, ngược lại ta còn đau lòng mất con. Thần Nhi thề chết đi theo phụ hoàng. Là ông à? Phu nhân, tại sao khuya rồi mà bà vẫn chưa ngủ? Tôi ngủ không được. Bà lại dối tôi rồi. Ta có rất nhiều áo để mặc, phu nhân hà tất phải vất vả quá đích thân may áo cho ta chứ? Nếu được cho hạ nhân làm á, tôi sợ ông sẽ mặc không vừa. Ông ngủ trước đi, tôi may gần xong rồi. Nếu làm việc khuya quá sẽ ảnh hưởng đôi mắt của bà. Bà không sợ à? Tôi lấy được người chồng tốt, đôi mắt đẹp hay không á không còn quan trọng nữa. Đôi khi ta chợt nghĩ, cả đời ta điều hạnh phúc nhất chính là có được nàng. Tôi chỉ sợ tuổi già tàn phai rồi á, ông sẽ ham mới nới cũ. Ta mà là hạng người như vậy sao? Ông cũng phải như vậy. Mái tóc mượt mà, mái tóc bà vẫn mượt mà như thuở chúng ta mới quen nhau. Ông không nhìn thấy bên trong đã có nhiều sợi bạc rồi à? Phải, phải rồi, có rất nhiều tóc bạc, nhưng mà chúng cũng vì tôi mà trắng thôi. Thôi ông đi ngủ trước đi, sáng sớm mai ông phải khởi hành rồi. Nhưng nếu bà không chịu đi nghỉ ngơi thì tôi sẽ ngồi ở đây với bà hoài. Thôi vậy chúng ta cùng đi nghỉ. Chuyện nhỏ thôi mà, bà không cần lo. Tôi có một linh tính. Phu nhân, bà nói gì vậy? Ngày mai ông đừng đi nữa. Ngày mai đâu phải đi đánh giặc, ta chỉ đi quan ngoại tuần tra công vụ thôi mà phu nhân. Tôi phu nhân nè, ta cấm bà không được mê tín quá đâu nghe. Nguồn nước này chạy tới doanh trại của Chu Ôn, tất cả bọn chúng đều uống nguồn nước này.
Đa số các công trình đã xây cất gần xong, coi ra có thể để một số người tới đây tu sửa lại tường thành. Ừ, kẻ nói cũng đúng. Ngôi bảo này là nơi cao nhất của ngọn núi này. Tôi đã kêu người đi hưng kiện để làm miếu hòa đường của chúng ta. Nè, Cảnh Chung. Cảnh Chung. Chắc là đại dân giá lâm đó. Chúng ta lập tức ra nghênh giá. Được. Đại ca. Đại dân. Thuộc hạ nghênh giá chậm trễ, xin đại dân thứ tội. Hai người không cần phải khách sáo. Hôm nay ta chỉ đơn giản cử ngựa tới đây thôi. Đại ca, vậy mời vào trong nghỉ ngơi. Mời. Đại dân, ngày đường xa tới đây, đúng ra nên dùng mỹ tửu để tiếp đãi. Nhưng mà hoàn cảnh nơi này vô cùng hoang vu, thuộc hạ đành phải dùng tạm trà thay rượu, kính đại nhân một chung. Trà này thơm lắm. Sống ở nơi này thật là vất vả cho hai người quá. À phải, những việc phòng thủ ở vùng đất này tiến hành đến đâu rồi? Đại ca, mời huynh qua bên này coi thử. Được. Mọi người đã đào ranh giới ở đây. Hơn nữa, nơi đây là vực thẳm hiểm trở, thêm vào đó đường núi gập ghềnh, thủ ở đây là thích hợp nhất. Đại dân à, địa hình ở đây vô cùng hiểm trở, gần với biên giới của Lý Khắc Dụng, cho nên chúng ta tăng cường đề phòng nên chuẩn bị trước. Hai người nghĩ thật là chu đáo. Con người của Lý Khắc Dụng giả tâm rất lớn, một lòng muốn hùng bá thiên hạ, cho nên ta nghĩ tạm thời hắn không hành động lỗ mãng đâu. Nhưng mà không thể bảo đảm một ngày nào đó hắn sẽ đột nhiên xuất binh. Báo cáo bà vị đại nhân, tất cả quan binh tướng sĩ bên ngoài không biết nguyên do gì, tất thảy đều ngất xỉu, mọi công trình đều phải ngừng lại ngay. Tại sao lại như vậy? Dạ không rõ nguyên nhân, có lẽ là bị trúng độc. Trúng độc? Trong nước có độc. Đại kia, thuộc hạ cũng cảm thấy hơi thở rất khó chịu. Thuộc hạ mất hết sức. Chúng ta lập tức ra ngoài coi. Dạ. Đừng quên chạy. Chạy lại lên. Điều Phong, có chuyện gì phu nhân? Nhìn kìa, đại nhân đã gặp nạn rồi. Phu nhân lo xa quá rồi, con cá bị chết có lẽ là do nước hồ bị dơ. Đại nhân rất lớn mặt lớn, nhất định phải giữ thành lành mà. Hy vọng là vậy. Sao rồi, người cảm thấy sao rồi? Đại nhân, có lẽ chúng ta đã bị người ta mai phục rồi. Đại ca, không biết bọn họ đã dẫn bao nhiêu người tới. Ba vị đại nhân, thuộc hạ cho rằng bất kể kẻ địch đã kéo tới bao nhiêu, ba vị đại nhân cũng nên lập tức rút lui bằng con đường nhỏ. Vậy còn các ngươi thì sao? Thuộc hạ tự biết anh dũng giết địch, chỉ mong sao ba vị đại nhân thoát khỏi hiểm cảnh. Vậy làm phiền các ngươi, chạy, chạy thôi. Đại ca, để sợ không bao lâu bọn chúng sẽ đuổi tới đây, hay là chúng ta tới trạm ở ngọn núi đằng kia tạm thời tránh né đỡ. Vậy cũng được, ngươi còn duy trì được không? Đi thôi. Đại ca, hy vọng trước lúc kẻ thù tới, cứu binh của chúng ta kịp thời tới đây là tốt quá. Tóm lại làm hết sức mình để trời định đoạt thôi. Nè Nghĩa, hay là chúng ta cùng đi tuần tra những công trình phòng bị được không? Dạ được.
sao rồi? Nè, Tuần Châu, ngươi không sao chứ? Ngươi hãy ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Nghĩa à, huynh đi cùng với đệ. Dạ. Đại nhân và các Tùng Châu giờ chưa nghĩ đại nhân may mắn thoát khỏi. Bây giờ họ đang ở trong liên hoàng trạm chờ chúng ta tới cứu. Phu nhân, phu nhân, ta không sao. Ngươi lập tức gọi Võ tướng quân triệu hội nghị khẩn cấp đi. Đi lẹ lên đi. Dạ. Kế sách bây giờ là mời Võ tướng quân lãnh binh lập tức tới biên cương giải cứu cho ba người họ trong tay kẻ địch. Võ tướng quân, ông không lên tiếng, có phải là có chuyện gì không? Cho dù đại quân của ta lập tức xuất phát, ít nhất cũng phải 2 ngày mới tới được biên ải. Nhưng đại nhân có nói trong mật thư, giúp võ công của ngài có lẽ tạm thời cũng duy trì được. Nhưng mà e rằng khó thể chịu đựng được đến khi đại quân ta tới. Không lẽ không có cách nào à? Có chứ, biên cương của Lý Khắc Dụng sát bên cạnh chúng ta. Nếu chúng ta ngày đêm lên đường cầu cứu Lý Khắc Dụng, do bọn chúng ở biên ải điều binh giải cứu, vậy thì có thể cứu thoát Chu đại nhân trong lúc nguy cấp. Kìa, xưa nay Lý Khắc Dụng và đại nhân như nước với lửa. Nếu hắn biết đại nhân bị bao vây, ta e rằng hắn càng dậu đổ bìm leo. Xin này vị yên tâm, chuyện mời cứu binh hãy giao cho ta giải quyết. Tiểu Phong. Dạ. Lấy áo khoác bụng hoàng trong rương ra đây cho ta. Làm gì vậy? Ngươi đừng hỏi nhiều, mau lấy lẹ đi. Dạ. Nè, chúng ta có thể xông lên đó rồi. Vậy bây giờ chúng ta hãy xông lên đó đi, giết sạch bọn chúng. Đúng vậy, đúng đi. Tùng Châu à, bây giờ ngươi cảm thấy sao rồi? Đại nhân, trong người tôi khó chịu lắm. Nhị đệ. Đại ca, có chuyện gì? Trên đó có động tĩnh gì không? Không. Có người tới. Mấy của chúng. Chúng ta không rõ có mấy người. Nếu đường đột xông lên trển rất nguy hiểm đó. Tất cả bọn chúng đã uống nước có độc của chúng ta. Dù trên đó có 9-10 tên cũng chưa chắc đánh lại chúng ta. Chú ông vừa mới tới, không biết hắn có uống nước có độc không. Võ công của hắn rất cao cường, nếu bây giờ chúng ta xông lên trển sẽ ở thế hạ phong đó. À, không lẽ buông thà cho hắn vậy sao? Vậy thì không phải, hắn vừa không có lương thực, vừa không có nước, viện binh không thể tới kịp trong vòng 2 ngày này đâu. Chờ thêm một đêm á thì chờ tới khi bọn chúng đói tới bụng rủ chúng ta cùng xông lên trển. Được. Ngày chết của chú Ôn đã tới rồi. Mọi người hãy vui vẻ cùng cản chung. Cản chung.
Vui quá. Xem ơi, xem nào. Các quên gà uống tới xem mày em luôn. Bấm báo dương gia, bên ngoài có một thiếu phụ cầu kiến. Là ai? Bà ta không nói, chỉ nói là có tình cố cựu với ngài. Tình cố cựu. Cho bà ta vào đi. Dạ. Dương gia, đã lâu không gặp, ông khỏe chứ? Nếu bà đã tới thì ta sao không bước lên đây? Dạ. Hoa đã. Bà có thể tùy tiện bước lên đó sao? Bà mặc lại chiếc áo tròn ngày xưa, như vậy cho thấy tình bạn đối với ta vẫn chưa dứt. Thật ra ta cũng rất nhớ bà. Đây là căn phòng trước đây bà ở, ta vẫn giữ nó như trước đây vậy. Tới đây. Áo này không phải của tôi. Là ta may sẵn cho bà đó. Bởi vì ta biết rồi, sẽ có một ngày bà sẽ trở về bên cạnh ta. Nè, bà hãy mặc thử đi. Nè, bà mặc thử đi, chắc chắn là vừa. Bà không thích sao? Không phải. Đã bao nhiêu năm rồi, ông hà tất phải làm vậy chứ? Đêm hôm mà tới tìm ta là muốn nhờ ta đi cứu Chu Ôn. Đó, đàn bà vô liêm sỉ kìa. Bà tưởng với vài lời của bà thì có thể điều khiển hết cả đàn ông trên đời này sao? Chắc bà đã quên, bà không còn là mộng tiên của 10 năm trước. Mộng tiên. Ta đã chết. Ta không nên nói những lời như vậy, làm tổn thương bà. Ông đừng làm vậy mà. Tôi đã là người của Chu Ôn rồi. Không phải. Bà là người của ta. Rồi Chu Ôn đã cướp bà đi thôi. Không phải. Dù tôi xin ông ấy cho tôi ở lại. Năm xưa khi Chu Ôn bị dồn vào đường cùng, do ta đã cho hắn ở trong phủ của ta, coi hắn như người thân vậy. Nhưng đáng tiếc. Nhưng đáng tiếc ta thật không ngờ hắn lại cướp cá kỹ của ta bỏ đi. Năm xưa nếu tôi không rời xa ông thì ông đâu coi trọng tôi như vậy chứ. Nếu bà đã tới tìm ta, chắc đã đoán trước ta sẽ làm gì rồi. Đúng. Hôm nay khi tôi tới đây, tôi đoán trước sẽ có hậu quả gì xảy ra rồi. Nhưng mà tôi tin ông sẽ không làm như vậy. Tại sao?
cảm thấy tôi đã phụ tình ông. Nếu ông thật sự làm như vậy, tôi sẽ khinh bỉ ông suốt đời. Hứa với bà để cứu chúa. Thật à? Nhưng ta đối với bà như vậy, bà trả ơn ta thế nào? Ngày ông thành công chính là lúc nối lại tình xưa. Phụ hoàng gọi hai vị tới có gì căn dặn? Chú Ôn bị giam ở Liên Hoàng Phong, võ công của kẻ địch cao cường, nhưng số lượng thì không biết. Ta dự định phái đại tướng ở Quan Hải đi cứu hắn. Bốn đứa con hãy đi thăm thính thực hư trước. Chú Ôn là kẻ địch của chúng ta, tại sao chúng ta lại... Ê, sau này thì con sẽ hiểu thôi. Bây giờ các con hãy về để chuẩn bị đi, lát nữa sẽ xuất phát liền. Dạ, phụ hoàng. Không xong rồi công chúa, không xong rồi. Có chuyện gì? Nghe nói Dư gia phải dẫn thập thái bảo, thập nhất thái bảo, thập nhị thái bảo và thập tam thái bảo cùng đi cứu chủ ôn đó. Lần này xuất chinh nguy hiểm lắm. Tên Tùng Hiếu đó cũng vậy. Tại sao võ công giỏi quá làm gì? Lúc nào cũng phải vào sinh ra tử. Nhưng mà nếu võ công của thập tam thái bảo không giỏi thì công chúa đâu có thay đổi cách nhìn gì. Nghe chuyện quá. Công chúa bây giờ điều cần làm hay là cô đi xin Dư gia đừng có xuất chinh đi. Em nói rất đúng đó. Bộ chuyện này có lợi cho em sao? Có lợi cho công chúa cũng như có lợi cho A Thiện rồi. Chết rồi, hy vọng là công chúa năn nỉ được. Gói lại trước đã. Yên tâm, cho dù tôi ăn gan trời tôi cũng không dám làm vậy đâu. Nhưng mà lần này tôi xuất chinh nguy hiểm lắm đó nghe. Tôi cũng không biết có thể trở về hay không nữa. Nếu chẳng may tôi có mệnh hệ gì, cô không cần phải thương xót tôi đâu. Chỉ cần hàng năm vào dịp thanh minh, cô ngẫu nhiên nhớ lại người tặng qua bạc mệnh này là được. Sao không lên tiếng gì hết trơn vậy? Điểm tâm. Hoàng à, xưa nay cha và chú Ôn đôi bên đâu có thuận nhau, tại sao lần này cha phải đi cứu hắn? Chuyện của phụ hoàng tốt nhất con đừng có hỏi. Lạ thật, tại sao Tồn Trực còn chưa tới vậy? Phụ hoàng à, con cũng đi. Đừng là. Đừng là. Con hãy nên ngoan ngoãn ở lại Dương phủ. Khi phụ hoàng trở về, ban cho con một chiếc áo tròn da beo. Con không cần gì hết. Con không muốn phụ hoàng đi mạo hiểm. Phụ hoàng biết con lo cho phụ hoàng.
Nhưng mà lần này nhất định cha phải đi. Vậy phụ hoàng phải đặc biệt cẩn thận đó. Ủa, sao cô lẹ hơn tôi vậy? Muốn đưa các con lập tức khởi hành. Tôn Hiếu, con đi tiên phong. Dạ, phụ hoàng. Phụ hoàng, xin đừng mà. Con muốn Khang Quân Lợi làm tiên phong. Huynh biết rồi đó. Nè, xưa nay võ công của huynh rất là cao cường mà, cho nên khi làm việc gì huynh cũng phải dẫn đầu mới được chứ. Nhất định Quân Lợi sẽ không phụ lòng công chúa. Sao không?